nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, làm gì để an toàn, tránh bùng phát dịch bệnh COVID-19 biến chủng mới? Xin kính chào quý cô bác đang theo dõi kênh Sống Khỏe Mỗi Ngày. Quý cô bác thân mến, bên cạnh sự háo hức với kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 kéo dài tới 5 ngày, thì cô bác chúng ta cũng không khỏi lo lắng khi dịch COVID-19 với những biến chủng mới lại xuất hiện trở lại. Chắc hẳn cô bác chúng ta vẫn chưa quên khoảng thời gian được cho là tồi tệ vì COVID-19 của những ngày sau kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 năm 2021 chứ ạ. Đợt dịch tạo nên những ký ức kinh hoàng đó manh nha xuất hiện tại thành phố Hồ Chí Minh vào cuối tháng 4, cuối tháng 5 thì bùng phát với chủng ca bệnh của nhóm chuyên giáo Phục Hưng. Ca bệnh tăng lên theo cấp số nhân từng ngày và nó nhanh chóng lan rộng ra 62 tỉnh thành, khiến cho hơn 835.000 ca mắc và cướp đi sinh mạng của hơn 20.500 người. Vaccine khi đó chưa phổ biến, nên để hạn chế lây lan dịch, chúng ta đã phải thực hiện cách ly người với người, nhà với nhà. Cùng với đó là hàng loạt cuộc di cư trốn dịch trong nước mắt. Năm nay, COVID-19 cũng tăng mạnh, số ca mắc đúng lúc cả nước chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ lễ dài ngày. Dù tỷ lệ tiêm vaccine đã rất cao, nhưng không thể nói là đã an toàn với dịch. Nếu chủ quan thì rất có thể chúng ta lại có thêm những ký ức đen tối. Vậy nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, chúng ta phải làm gì để an toàn, tránh bùng phát dịch COVID-19 biến chủng mới? Cô bác cùng theo dõi chương trình để có câu trả lời chi tiết nhé! Vâng, thưa cô bác, theo số liệu ghi nhận từ Bộ Y tế, thì tuần từ 16 đến 22 tháng 4 vừa qua, cả nước ghi nhận tới 12.700 ca mắc mới COVID-19, là tuần có số ca mắc cao nhất kể từ đầu năm 2023. Số bệnh nhân nặng là 123 ca, trong đó 90 ca thở oxy qua mặt nạ, 8 ca thở oxy dòng cao HFNC, 1 ca thở máy không xâm lấn và 24 ca thở máy xâm lấn. Đặc biệt, trong ngày 22 tháng 4, đã ghi nhận một ca tử vong đầu tiên tại Hà Nội trong năm 2023 này. Hiện tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam là 43.187 trường hợp đấy của bác ạ. Trước nguy cơ lây lan dịch COVID-19 trong dịp lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 sắp tới, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Công cộng Việt Nam cho biết, dù số ca mắc có gia tăng nhưng khả năng dịch bùng phát lớn gây quá tải cho hệ thống y tế hay số ca tử vong tăng mạnh như đợt dịch ở thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh phía Nam năm 2021 là khó xảy ra. Bởi hiện biến chủng phụ dù lây lan nhanh nhưng vẫn là biến thể của chủng Omicron, chủ yếu gây bệnh nhẹ, không gây ra triệu chứng nặng cho cô bác chúng ta. Tuy nhiên, để an toàn trước dịch, tránh làm lây lan dịch ra cộng đồng cũng như không gặp phải những biến chứng nặng, nguy hiểm đến tính mạng, thì cô bác cần phải thực hiện theo những nguyên tắc sau đây. Thứ nhất là sử dụng khẩu trang tại nơi công cộng. Theo đó, tất cả người dân, trừ trẻ em dưới 5 tuổi ở khu vực công bố cấp độ dịch phải đeo khẩu trang khi đi ra nơi công cộng. Theo Bộ Y tế, việc sử dụng khẩu trang tại nơi công cộng là một biện pháp dự phòng cá nhân, góp phần làm giảm sự lây lan của dịch COVID-19 trong cộng đồng, bảo vệ sức khỏe người dân, nhất là những đối tượng nguy cơ cao như người có bệnh lý nền, người cao tuổi, người suy giảm miễn dịch, người béo phì của bác ạ. Theo hướng dẫn, nơi công cộng được hiểu là nơi phục vụ chung cho nhiều người tại những địa điểm có không gian kín như rạp hát, rạp chiếu phim, vũ trường, nhà hàng hoặc các địa điểm có không gian mở như sân vận động, công viên, đường phố, bến xe của bác nhé. Bộ Y tế quy định các trường hợp bắt buộc phải sử dụng khẩu trang áp dụng chung với người có biểu hiện bệnh viêm đường hô hấp cấp, người mắc hoặc nghi ngờ mắc COVID-19 nhé cô bác. Thứ hai đó là khử khuẩn. Bộ Y tế khuyên cáo cô bác chúng ta phải thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh, vệ sinh cá nhân sạch sẽ, vệ sinh môi trường nơi ở, nơi làm việc, học tập. Ngoài ra, khi có người có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19, đau họng, sốt, ho, khó thở hoặc được xác định mắc COVID-19 hoặc nơi ở, nơi lưu trú được sử dụng để cách ly người mắc COVID-19 thì cô bác cần thực hiện vệ sinh khử khuẩn hàng ngày các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc như nhà sàn, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, nút bấm thang máy nếu có, vòi nước, nút xả bồn cầu, mặt bàn ghế, khung giường, tủ quần áo, bàn phím. Biện pháp thực hiện đó là cô bác dùng khăn lau thấm các chất tẩy rửa thông thường hoặc các dung dịch khử khuẩn chứa 0,05% clo hoạt tính
hoặc cồn 70% lau các bề mặt cần lau theo nguyên tắc từ chỗ sạch đến chỗ bẩn, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Nếu sàn nhà hoặc bề mặt vật dụng bẩn, cần làm sạch sàn nhà, bề mặt bằng xà phòng, bằng nước trước khi khử khuẩn. Sử dụng khẩu trang, găng tay cao su, kính bảo vệ mắt khi thực hiện vệ sinh khử khuẩn của bác nhé. Thứ ba, tiếp tục thực hiện các biện pháp về vaccine, thuốc, điều trị, công nghệ và ý thức người dân. Cụ thể, cô bác cần phải lưu ý những điều sau đây. Thực hiện tiêm phòng COVID-19 đầy đủ và đúng lịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Hạn chế tụ tập ở nơi đông người hoặc tiếp xúc gần với người mà chúng ta nghi ngờ có thể đang bị COVID. Sử dụng thuốc theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Tuân thủ các hướng dẫn chuẩn đoán, điều trị COVID-19 và khám bệnh khi có các dấu hiệu bất thường sau mắc COVID-19. Sử dụng các ứng dụng công nghệ theo hướng dẫn của cơ quan chức năng nhằm kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. Chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, không phát tán tuyên truyền thông tin xấu độc, tham gia và tuân thủ các quy định về hoạt động phòng chống dịch của cơ quan chức năng. Tuân thủ theo hướng dẫn của cơ quan y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền tại trung ương và địa phương. Đó là ba nguyên tắc và cũng là thông điệp trong phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới mà Bộ Y tế đã ban hành mới đây. Đây chính là chốt chặn bảo vệ, giúp cô bác và người thân của mình an toàn trước cơn sóng COVID đang có dấu hiệu bùng trở lại. Đừng để sau 5 ngày nghỉ lễ, thay vì trở lại nhịp sống bình thường của công việc thì ai nấy lại phải loay hoay tìm cách điều trị COVID-19 của bác nhé. Và khi không may trở thành F0 rồi thì cô bác cần phải bình tĩnh xử trí, không nên chủ quan hay nóng vội. Cụ thể, với từng nhóm tuổi, khi không may trở thành F0 thì cô bác cần phải thực hiện theo hướng dẫn sau đây của Bộ Y tế nhé. Đối với F0 điều trị tại nhà là trẻ dưới 5 tuổi, cô bác cần theo dõi các dấu hiệu như tinh thần, bú, ăn, đo thân nhiệt ít nhất 2 lần một ngày, đếm nhịp thở, mạch, đo SPO2 nếu có máy đo, màu sắc da, niêm mạc, rối loạn tiêu hóa. Khi người chăm sóc, quản lý F0 là trẻ dưới 5 tuổi điều trị tại nhà, phát hiện bất cứ một trong các dấu hiệu dưới đây, phải thông báo ngay cho cơ sở quản lý người mắc COVID-19 tại nhà để được khám bệnh, xử trí cấp cứu và chuyển viện kịp thời, hoặc đưa trẻ mắc COVID-19 đến các cơ sở y tế để được khám và chữa bệnh. Tinh thần, trẻ quấy khóc không chịu chơi, không hóng chuyện hoặc ly bì hoặc co giật. Sốt cao liên tục trên 39 độ C và khó hạ thân nhiệt bằng các phương pháp như dùng thuốc hạ nhiệt, chườm lau người bằng nước ấm hoặc sốt không cải thiện sau 48 giờ. Trẻ thở nhanh hơn so với tuổi, trẻ dưới 2 tháng khi thở hơn 60 lần một phút, trẻ từ 2 tháng đến dưới 12 tháng khi thở lớn hơn hoặc bằng 50 lần một phút, trẻ từ 12 tháng đến dưới 5 tuổi khi thở lớn hơn hoặc bằng 40 lần một phút. Trẻ thở bất thường, khó thở, thở phập phồng cánh mũi, co kéo hõm ức, cơ liên sườn, SPO2 dưới 96% nếu có máy đo SPO2, tím tái, mất nước, môi xe, mắt trũng, khát nước, đái ít. Nôn mọi thứ, trẻ không bú được hoặc không ăn uống được, trẻ mắc thêm các bệnh khác như sốt xuất huyết, tay chân miệng. Bất kỳ tình trạng bất ổn nào của trẻ em mà thấy cần khám chữa bệnh. Đối với F0 điều trị tại nhà là trẻ từ 5 đến 16 tuổi. Theo dõi các dấu hiệu như tinh thần, đo thân nhiệt ít nhất 2 lần một ngày, đếm nhịp thở, mạch, đo SPO2 nếu có máy đo, màu sắc da, niêm mạc, ăn uống, ho, đau ngực, đau bụng, tiêu chảy, phân lỏng đi ngoài, mất khứu giác, thính giác. Khi phát hiện bất cứ một trong các dấu hiệu dưới đây, phải thông báo ngay cho cơ sở quản lý người mắc COVID-19 tại nhà để được khám bệnh, xử trí cấp cứu và chuyển viện kịp thời hoặc đưa trẻ mắc COVID-19 đến các cơ sở y tế để được khám chữa bệnh. Thở nhanh, nhịp thở của trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi hơn hoặc bằng 30 lần một phút, trẻ từ hơn 12 tuổi là hơn 20 lần một phút. Thở bất thường, co kéo hõm ức, liên sườn, SPO2 dưới 96% nếu có máy đo SPO2, cảm giác khó thở, ho thành cơn không dứt, đau tức ngực, không ăn uống được, nôn mọi thứ, tiêu chảy, trẻ mệt không chịu chơi, sốt cao không giảm hay sốt không cải thiện sau 48 giờ. Bất kỳ tình trạng bất ổn nào của trẻ em mà thấy cần khám chữa bệnh. Đối với F0 điều trị tại nhà là người trên 16 tuổi, cần theo dõi các dấu hiệu, chỉ số, nhịp thở, mạch, nhiệt độ, SPO2 và huyết áp nếu có thể. Các triệu chứng, mệt mỏi, ho, ho da đờm, ớn lạnh, gai rét, viêm kết mạc, mắt đỏ, mất vị giác hoặc khứu giác, tiêu chảy, phân lỏng đi ngoài, ho da máu, thở dốc hoặc khó thở, đau tức ngực kéo dài, lơ mơ không tỉnh táo. Các triệu chứng khác như đau họng, nhức đầu, chóng mặt, chán ăn, buồn nôn và nôn, đau nhức cơ.
Khi phát hiện bất cứ một trong các dấu hiệu dưới đây, phải thông báo ngay với cơ sở quản lý người mắc COVID-19 tại nhà để được khám bệnh, xử trí cấp cứu và chuyển viện kịp thời, hoặc đưa người mắc COVID-19 đến các cơ sở y tế để được khám chữa bệnh. Khó thở, thở hụt hơi, nhịp thở lớn hơn hoặc bằng 20 lần một phút, SpO2 lớn hơn hoặc bằng 96%, mạch nhanh hơn 120 nhịp một phút hoặc dưới 50 nhịp một phút. Huyết áp thấp, huyết áp tâm thu nhỏ hơn 90mm thủy ngân, huyết áp tâm trương nhỏ hơn 60mm thủy ngân nếu có thể đo. Đau tức ngực thường xuyên, cảm giác bó thắt ngực, đau tăng khi hít sâu. Tím môi, tím đầu móng tay, móng chân, da xanh, môi nhợt, lạnh đầu ngón tay, ngón chân. Thay đổi ý thức, lú lẫn, ngủ rũ, lơ mơ, rất mệt, mệt lả, co giật. Không thể ăn uống do nôn nhiều. Bất kỳ tình trạng bất ổn nào của người mắc COVID-19 mà cần khám, chữa bệnh. Bên cạnh đó, việc uống thuốc, dung dịch cân bằng điện giải hay ăn uống cũng cần phải theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Cụ thể như sau. Đầu tiên là thuốc hạ sốt. Khi nhiệt độ lớn hơn hoặc bằng 38,5 độ hoặc đau đầu nhiều, người lớn paracetamol mỗi lần 1 viên 500mg hoặc 10-15mg trên kg, có thể lặp lại mỗi 4-6 giờ. Lưu ý tổng liều thuốc không vượt quá 4g, 4.000mg một ngày. Trẻ em, paracetamol liều 10-15mg 1kg một lần uống hoặc đặt hậu môn, cách tối thiểu 4-6 giờ nếu cần nhắc lại, hoặc sử dụng liều theo tuổi nếu không biết cân nặng của trẻ. Chi tiết trong phụ lục số 02. Lưu ý tổng liều thuốc không vượt quá 60mg 1kg một ngày. Tiếp theo là dung dịch cân bằng điện giải khi mất nước do sốt cao, tiêu chảy, mệt mỏi. Khuyến khích người mắc COVID-19 uống nhiều nước, có thể sử dụng nước trái cây hoặc Orezon, pha và dùng theo đúng hướng dẫn. Nếu không muốn uống Orezon, có thể thay thế bằng nước đun sôi để nguội, nước trái cây. Không sử dụng các dung dịch nước ngọt công nghiệp, không sản xuất từ hoa quả để bù nước. Tiếp nữa là vấn đề ăn uống. Cô bác cần đảm bảo ăn 3 bữa chính trong ngày. Mỗi bữa nên có 4 nhóm thực phẩm, gồm ngũ cốc, khoai củ, thịt, cá, tôm, trứng, sữa, đậu đỏ, dầu mỡ, rau xanh và quả chín. Để bổ sung protein, vitamin và chất khoáng giúp hệ miễn dịch của cơ thể của bác khỏe mạnh, tăng sức đề kháng, chỉ cần ăn đủ lượng thịt cá, trứng 200-250g, rau xanh từ 300-400g và quả chín từ 200-300g mỗi ngày. Trong trường hợp mệt mỏi, chán ăn, mất vị giác, cô bác vẫn cần ăn đủ bữa và số lượng thực phẩm. Có thể thay đổi cách chế biến thành các dạng thực phẩm lỏng như cháo, súp, chia làm nhiều bữa nhỏ hoặc thay thế bằng các loại sữa, sản phẩm bổ sung dinh dưỡng giàu năng lượng 1-3 lần một ngày. Phòng suy kiệt, thiếu dinh dưỡng với người dễ tổn thương như người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ có thai bằng cách tăng cường chế độ ăn. Người có bệnh nền thì phải uống thuốc theo đơn của bác sĩ và chế độ ăn phù hợp với bệnh lý. Cô bác cần uống đủ nước mỗi ngày, khoảng 1,6-2,4 lít nước, tương đương từ 8-12 ly thủy tinh, hạn chế sử dụng nước ngọt và đồ uống có cồn của bác nhé. Về các thuốc điều trị triệu chứng khi cần thiết. Ho nhiều, cô bác có thể dùng các thuốc giảm ho từ thảo dược hoặc thuốc giảm ho đơn thuần hoặc thuốc giảm ho kết hợp kháng histamin. Lưu ý chỉ định, chống chỉ định và các cảnh báo, thận trọng khi sử dụng thuốc. Ngặt mũi, sổ mũi, xịt rửa mũi, nhỏ mũi bằng dung dịch natri clorua 0,9%. Tiêu chảy, chế phẩm vi sinh có lợi cho đường ruột, probiotic, men tiêu hóa. Bộ Y tế lưu ý, với cô bác mà đang được sử dụng các thuốc điều trị bệnh nền theo đơn ngoại trú, tiếp tục sử dụng theo hướng dẫn. Không tự ý dùng thuốc kháng virus, kháng sinh, kháng viêm khi chưa có chỉ định, kê đơn. Không xông cho trẻ em. Nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, làm gì để an toàn, tránh bùng phát dịch COVID-19 biến chủng mới? Thứ nhất là sử dụng khẩu trang tại nơi công cộng. Thứ hai đó là khử khuẩn. Thứ ba là tiếp tục thực hiện các biện pháp về vaccine, thuốc, điều trị, công nghệ và ý thức người dân. Đó chính là 3 biện pháp để bảo vệ chúng ta an toàn trước kẻ thù COVID-19 vô hình và đầy vô tình đó cô bác ạ. Đừng vì chủ quan, mải mê với những cuộc vui chơi, tụ họp trong kỳ nghỉ lễ, để rồi sau đó dịch bùng mạnh như năm 2021, khiến bao sinh mạng phải ra đi, người người nhà nhà phải cách ly và di cư trốn dịch trong nỗi khiếp đảm kinh hoàng của bác nhé. Kính thưa quý cô bác, có thể nói tuổi thọ và sức khỏe luôn là niềm ước ao của rất nhiều người. Và nói đến tuổi thọ, có lẽ cô bác đều sẽ nghĩ ngay đến nước Nhật, khi mà người Nhật có tuổi thọ trung bình cao và đứng đầu thế giới về tuổi thọ khỏe mạnh, có nghĩa là không chỉ có tuổi thọ cao,
người Nhật còn nổi tiếng có sức khỏe vô cùng tốt dù tuổi tác có tăng. Thực tế, làm cách nào mà người Nhật lại có tuổi thọ khỏe mạnh như vậy? Có thể cô bác đang xem chương trình cũng biết rằng tuổi thọ của con người được quyết định bởi rất nhiều yếu tố, do gen di truyền, lối sống, vận động cũng như cách mà cô bác tự chăm sóc chính mình. Thói quen ăn uống là một trong những yếu tố ảnh hưởng rất nhiều đến tuổi thọ. Một chế độ ăn lành mạnh có thể giúp kéo dài tuổi thọ đáng kể. Và Nhật Bản được biết đến là một trong những nước có tỷ lệ người sống thọ cao nhất thế giới, bởi người Nhật đã thường xuyên sử dụng hai thứ nước thần kỳ nhưng lại vô cùng dễ tìm này. Vậy hai thứ nước giúp người Nhật sống khỏe tới già là gì? Chúng gồm những nguyên liệu nào và vì sao lại có công dụng tuyệt vời như vậy? Cô bác hãy cùng Sống Khỏe Mỗi Ngày tìm hiểu trong chương trình ngay sau đây nhé! Đầu tiên, đứng đầu danh sách là một loại thức uống tuyệt vời không chỉ giúp người Nhật nâng cao tuổi thọ mà còn hình thành cả một văn hóa có tên là trà đạo, đó chính là trà xanh. Trà xanh là thức uống tuyệt vời đã giúp cho người Nhật bổ sung nguồn chất chống oxy hóa và các vitamin phong phú cho cơ thể. Từ lâu, trà xanh đã được khoa học chứng minh nhiều công dụng cho sức khỏe, giảm huyết áp, tốt cho tim mạch, ngừa ung thư. Đặc biệt, trà xanh là người bạn không thể thiếu để có một hệ xương khớp chắc khỏe, nhất là ở người già với nhiều bệnh lý về xương khớp như thoái hóa khớp, loãng xương. Chính việc sử dụng thường xuyên trà xanh đã giúp người Nhật tăng tuổi thọ tự nhiên rất tốt. Các nhà khoa học cũng đã chỉ ra rằng trà xanh chứa nhiều hợp chất có thể kích thích việc tạo xương, đồng thời giúp trì hoãn việc mất chất xương. Từ đây, trà xanh được xem như một phương pháp điều trị tiềm tàng đối với chứng loãng xương và nhiều bệnh về xương khác mà cô bác có thể gặp phải. Và nhắc đến trà xanh thì từ lâu loại nước uống này đã trở thành nét văn hóa được yêu chuộng của cả người Nhật và người Việt. Chẳng thế mà cô bác rất dễ dàng bắt gặp hình ảnh một ấm trà xanh trong mọi gia đình, từ thôn quê bình yên đến phố thị ồn ào, đúng không ạ? Không chỉ là một loại nước uống thông thường, trà xanh còn được chứng minh là thần dược trong việc chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp. Một số lợi ích tiêu biểu của loại thức uống trường thọ này có thể kể đến như: thứ nhất, trà xanh giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch. Theo nhiều nghiên cứu, cô bác không may mắc các bệnh về tim mạch, nếu uống trà xanh thường xuyên sẽ giúp cô bác giảm được mức độ tử vong vì hợp chất flavonoid trong trà xanh có khả năng ngăn ngừa oxy hóa và của cholesterol xấu, thủ phạm chính gây tụ máu, xơ cứng động mạch ở bệnh nhân tim mạch và cô bác cao tuổi của bác nhé. Lợi ích thứ hai của trà xanh là giúp cô bác giảm nguy cơ ung thư và chống lão hóa. Những cô bác uống nhiều hơn 2 cốc trà xanh mỗi ngày có thể ngăn ngừa ung thư tới 46% so với những người không sử dụng. Hoạt chất EGCG trong trà xanh giúp cô bác ức chế sự hình thành các gốc tự do và các phân tử không ổn định, có thể phá hoại các tế bào khỏe mạnh trong cơ thể và gây ra ung thư. Ngoài ra, nhiều hợp chất EGCG mà trà xanh được coi là loại thảo mộc chống oxy hóa hữu hiệu nhất hiện nay, giúp cô bác giảm tốc độ lão hóa của tế bào và cải thiện hệ miễn dịch của cơ thể của bác nữa. Lợi ích tiếp theo của trà xanh giúp nó trở thành thức uống được người Nhật ưa thích là giảm căng thẳng, giúp tinh thần tỉnh táo. Nếu cô bác cảm thấy quá căng thẳng và mệt mỏi, hãy uống 3-4 tách trà để cảm nhận sự khác biệt. Chất theramin, còn gọi là vitamin B1, có tác dụng thần kỳ trong việc xoa dịu thần kinh của cô bác. Ngoài ra, giống như cà phê, lá trà còn có hàm lượng chất caffeine rất cao, giúp kích thích hưng phấn thần kinh. Nếu cô bác không quen với hương vị cà phê, cô bác có thể bắt đầu một ngày mới bằng một tách trà nóng để giữ tinh thần minh mẫn và làm việc hiệu quả hơn. Một lợi ích khác nữa giúp trà xanh trở thành loại thức uống của những người sống thọ khỏe mạnh, đó là phòng ngừa được các bệnh tuổi già. Không chỉ giúp cải thiện chức năng não ngắn hạn nhờ có hàm lượng caffeine tự nhiên, trà xanh còn giúp cô bác cải thiện trí nhớ khi tuổi già và ngăn ngừa các loại bệnh tuổi già liên quan đến hệ thần kinh như Alzheimer, hội chứng suy giảm trí nhớ ở người già, và Parkinson, rối loạn thoái hóa của hệ thần kinh trung ương gây ảnh hưởng đến tình trạng cử động và thăng bằng. Và để việc sử dụng trà xanh của cô bác đạt hiệu quả như người Nhật đang dùng, khi sử dụng trà xanh, các cô bác cũng cần ghi nhớ những kiêng kỵ cần tránh để việc sử dụng trà xanh phát huy được công dụng tối ưu của bác nhé. Cụ thể, do chứa hàm lượng caffeine lớn có thể gây chóng mặt, cồn cào, hoa mắt nếu dùng lúc bụng đói, nên cô bác ghi nhớ tuyệt đối không uống nước trà khi bụng rỗng. Thêm vào đó, do trà xanh chứa tannin có thể làm giảm khả năng hấp thu sắt và chất dinh dưỡng trong thực phẩm, gây táo bón, nên nếu sử dụng mà gặp tình trạng này thì cô bác nên ngừng ngay hoặc đồng thời hãy cố gắng bổ sung thêm sắt của bác nhé. Một lưu ý nữa là cô bác không nên uống trước khi đi ngủ,
vì trà xanh sẽ gây kích thích thần kinh của bác và gây khó ngủ. Quý cô bác thân mến, trà xanh là thảo dược gần gũi bổ dưỡng trong cuộc sống. Nhờ có nhiều tác dụng quý mà dược liệu này đang được dùng nhiều trong các bài thuốc chữa bệnh cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, để có thể phát huy hết công dụng của vị thuốc đối với sức khỏe, cô bác nên tham khảo ý kiến của các bác sĩ để kiểm soát rủi ro và những tác dụng không mong muốn. Và trà xanh cũng chính là loại thức uống thần kỳ đầu tiên mà Sống Khỏe Mỗi Ngày muốn giới thiệu tới cô bác. Nếu cô bác có bất cứ thắc mắc nào khi sử dụng thì hãy để lại bình luận để chúng tôi tư vấn cũng như chia sẻ video này để nhiều người cùng hiểu rõ về trà xanh và sử dụng tích cực hơn nhé. Tới đây có lẽ cô bác cũng đang rất nóng lòng muốn biết vậy thì loại thức uống thứ hai được người Nhật ưa chuộng vì giúp họ sống thọ và sống khỏe mạnh là gì đúng không ạ? Mời cô bác hãy cùng theo dõi tiếp video để biết thức uống đó là gì, chúng gồm nguyên liệu nào và chế biến ra sao nhé. Bên cạnh tía tô, một loại thức uống mà người Nhật rất trân trọng vì công dụng tích cực đối với tuổi thọ đó là nước lá tía tô. Tía tô là một trong những loại gia vị rất quen thuộc của người Việt. Vào mùa hè thì ắt hẳn có rất nhiều cô bác thường nấu lá tía tô để uống đều đặn, giải nhiệt, đẹp da và chữa được rất nhiều những căn bệnh khác nhau đúng không ạ? Và rất bất ngờ là trong đông y, lá tía tô là rau thơm gia vị phổ biến nhất, đồng thời là vị thuốc rất hay dùng để trừ cảm mạo, chữa ho có đờm. Hạt tía tô còn được dùng làm trà uống và dùng làm thuốc nữa. Y học hiện đại cũng công nhận tía tô có giá trị dinh dưỡng cao, giàu vitamin A, C, giàu hàm lượng CA, FE và B. Chúng không chỉ giúp món ăn của cô bác thêm có màu sắc mùi vị mà còn giúp cô bác ngon miệng hơn và cũng có tính năng chữa bệnh rất tốt.